công chúa Nguyên Tố Lửa. Công chúa thiên nhiên Aisha. Công chúa Nguyên Tố Nước Aisha. Trời ơi, nhìn đứa con của ta thật là xinh đẹp. Đúng vậy, ta hy vọng sau này chúng sẽ trở thành những cô công chúa hiền thục và dễ thương. Anh cha, trời đức vô hoàng hậu, tại sao hai người sinh con mà không đi kêu ta chứ? Nếu mà kêu ta thì ta sẽ đến đây để chúc phúc cho những cô công chúa bé nhỏ đáng yêu này. Thưa bà, tôi quên ạ, nhiều việc quá nên tôi quên. Rồi, bây giờ thì ta sẽ chúc phúc cho ba cô công chúa nha. Ta chúc cho ba cô công chúa của chúng ta thật là xinh đẹp nè, giỏi giang nè. May quá, cảm ơn bà nhiều ạ. Nhưng sẽ bị dính lời nguyền nguyên tố. Chúng sẽ phải rời xa cha mẹ từ khi còn nhỏ và chỉ có thể nuôi dưỡng bởi thiên nhiên mà thôi. Nếu để con người nuôi dưỡng chúng thì mạng sống của chúng sẽ không còn đâu. Vậy nha, lời chúc phúc của ta chỉ có nhiêu thôi. Tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại. Nhưng đứa con của tôi không. Bà ơi, bà bình tĩnh đi. Những chuyện này xảy ra cũng là do mình thôi. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta phải chấp nhận đưa con mình vào rừng thôi bà. Tôi xin lỗi mấy con nha. Vì dính lời nguyền của bà phù thủy nên hoàng hậu và đức vua phải đem những đứa con cho thiên nhiên chăm sóc. Dù không muốn nhưng đó là điều bắt buộc. Hoàng hậu đã khóc rất nhiều khi chính tay cô phải rời xa những đứa con của mình. Thế là những đứa trẻ đó cũng đã lớn lên và mỗi đứa trẻ nguyên tố đều sở hữu một sức mạnh rất đặc biệt. Đứa trẻ nguyên tố nước với sức mạnh có thể điều khiển cả nước và băng. Đứa trẻ nguyên tố thiên nhiên có thể tạo ra nhiều cây xanh và hoa đẹp. Còn đứa trẻ nguyên tố lửa mang tính cách mạnh mẽ, tạo ra những cơn thịnh nộ bằng lửa siêu nguy hiểm. Nói chung không ai chịu thua ai cả. Xin chào tất cả các bạn, mình xin giới thiệu, mình chính là công chúa nguyên tố nước. Và mình nghĩ trong tất cả các nguyên tố, mình là người có sức mạnh mạnh nhất và vừa xinh đẹp nhất. Hãy nhìn đây. Đấy, nhìn như vậy mà tại sao không phải là người mạnh nhất chứ, đúng không? Tất cả các nguyên tố sẽ không bằng mình đâu. La 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 la. Mình nghe thấy tiếng ác rồi. Ủa? Nghĩ sao vậy? Hả? Nguyên tố nước làm sao còn bằng tôi được? Tôi là nguyên tố lửa, chắc chắn hơn cậu. Hỡi da. Ôi trời, cậu ta chính là công chúa nguyên tố lửa sao? Hả? Không thể nào. Nhưng mà cậu đừng quên là khi ta lửa sợ nước, làm sao cậu bằng tôi được. Nhìn đây. Hỡi da. Thấy chưa? Đơn giản nhất mới là thứ tuyệt vời nhất. Ta chính là công chúa nguyên tố thiên nhiên. Những gì thiên nhiên là tuyệt vời nhất. Tại sao ở đây lại xuất hiện đối thủ thế này? Không được, mình mới là người mạnh nhất. Mình không thể để hai cô công chúa này cướp ngôi là với nguyên tố mạnh nhất được. Được rồi, không bây có giờ... chuyện này đâu. Ta đây mới là mạnh nhất đây nè. Nhất đầu thật chứ. Sao có ba người ở đây? Thôi được rồi, để xem ai là người mạnh nhất. Các ngươi có muốn solo sức mạnh với tao? Thì có gì đâu mà không dám chứ. Các người có dám vào cái cánh cổng của ta không? Thôi được rồi, bây giờ để kiểm tra sức mạnh coi ai mới là nguyên tố mạnh nhất. Tất cả ba tụi mình sẽ vượt qua ba cánh cổng để coi ai là người mạnh nhất. Có dám chơi không? Chơi sợ gì? Chắc chắn ta là người mạnh nhất rồi. Được rồi, vào đây. Hãy cắt công chúa à, hãy tới đây. Ok các bạn, bây giờ mình cùng với ba cô công chúa nguyên tố này sẽ vượt qua từng cánh cổng nguyên tố để xem ai mới là người mạnh nhất cho mọi người. Và các bạn cũng đừng quên chấm điểm phía dưới ai mới là người mạnh nhất nha. Còn bây giờ, cánh cửa đầu tiên, hãy cha đi thôi. Người đi thôi. Thử thách đầu tiên, phát cua laser. Ủa cái gì đây?
nguyên tố nước của mình nó lại như vậy. Nhưng mà khoan, mình sẽ cho các bạn xem sức mạnh của mình. Hỡi cha, tan 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 tan, mình có một đôi cánh nè mọi người. Cái gì vậy? Cắn cái làm sao có cánh được? Cái này bắt cua qua rất là dễ chết luôn nè. Trời ơi, toàn lý dơ không à. Đừng có tưởng cô qua được tôi qua không được. Ta là nguyên tố lửa, bây giờ ta sẽ dùng phép thuật của ta. Nhìn đây nè. Hả? Nguyên tố lửa làm gì vậy? Chị biến nhỏ. Ôi chà, nguyên tố lửa như vậy thì đến bao giờ trời. Làm sao bằng với thiên nhiên của ta. Hãy nhìn ta thể hiện đây nè. Ta sẽ sử dụng thiên nhiên để ta vượt qua nơi này. Thấy chà. Hay nhở. Nguyên tố thiên nhiên gọi là dùng gọi là khả năng của mình để khiến cho gọi là bức tường mọc ra nhiều dây leo mọi người. Hay nhở. Wow, ghê nha, ghê nha. Cuối cùng ta đã đến nơi thật là nhanh chóng. Hả? Nguyên tố lửa sao vẫn còn đứng đó vậy? Nhìn tôi nè, sức mạnh của nguyên tố lửa. Chỉ cần một cái phép thôi, tôi có thể làm như này đó. Đơn ghê giản dữ ta. Được rồi, màn tiếp theo nè các công chúa. Màn tiếp theo tụi mình phải đánh bại những tên cướp biển. Cướp biển sao? Sợ dễ quá, để tôi. Ôi chà, sức mạnh của băng. Sức mạnh của băng. Ghê lắm á ta. Làm sao nữa? Với sức mạnh của thiên nhiên thì hả? Dùng độc sao ghê vậy? Còn một tên cướp biển nữa. Này, rồi, cướp biển đánh đòi tôi luôn nè bà ơi. Thử thách này dễ dữ ta. Trời ơi, tôi đã bảo rồi tôi là người mạnh nhất mà không tin. Để coi trong này họ cướp gì không. Tôi cũng giết được mà, tôi cũng làm được mà. Ok, chỗ mà... có nhầm lẫn gì không ta? Đây là màn của cái nước mà tất nhiên thì nó dễ rồi. Hay hả? Không nhận là dễ luôn kìa. Phải vậy, nãy mọi người đừng khinh thường nha. Được rồi, để coi tới màn cuối cùng mấy người có dám khinh thường tôi không. Được rồi, xem đây. Hỡi cha. Xin chào tất cả các công chúa. Chào mừng các bạn đến với màn cuối cùng. Đó chính là quái vật thủy cung. Đây chính là em bé của tôi tạo ra đó. Ghê chưa. Để coi đó. Sao là một công chúa mẹ có em gái là quái vật ba đầu vậy trời. Hả? Đúng rồi. Mấy người này suốt ngày trêu chọc mình. Nhưng mà thôi, kể cả em gái hay là gì của tôi thì mấy người có vượt qua được không? Được rồi, quái vật thủy cung, hãy tấn công vào nó. Ôi, nhìn nó sợ đi, nó sợ đi. Với sức mạnh của mình thì hay cha. Đúng rồi. Ghê vậy. Ok, quái vật bị nhốt rồi đó. Ba lửa, ba lung sức mạnh đó ba. Lửa nè, đó. Tiêu diệt đó. Đúng chưa? Đáng sợ vậy. Để coi. Đúng là nguyên tố thiên nhiên mà ta sợ lửa thật đó. Nhưng mà ta không sợ đâu, ta sẽ là người mạnh nhất. Bởi vì ta có số lượng rất là nhiều. Được rồi, đi tới. Hãy cha. Ok. Hây, hây. Ui, trời ơi, nhìn toàn lấy dơ mà. Ây da da. Ây, đáng sợ vậy. Đáng sợ luôn. Nè, cẩn thận nha. Trời ơi. Để xem coi các người làm được gì. Sao nhà tù của cô ta nhìn thật là cái gì vậy? Toàn lửa và toàn ly ra. Nóng hả? Ây da. Trời ơi. Trời ơi. Cái này làm sao mà tớ có thể vượt qua được chứ. Cẩn thận nha, cẩn thận. Ây da, thật là đáng sợ. Ok. Được rồi. Đúng ghê đó, được tới đây rồi. Có lên. Mình chọn con đường nào đây? Ba con đường. Ba con đường, thế thì tôi với cậu chia nhau ra đi. Ok. Bạn chọn con đường nào? Mình nghĩ mình sẽ chọn ở giữa đi. Mình nghĩ mình ở giữa đó sẽ áp tận. Ok. Thế được thì rồi. Tớ sẽ đi bên phải. Đây.
cái mặt đầu tiên thôi, sao hai người nhìn khổ sở như vậy? Kiểu này sao qua mặt tiếp theo được? Được rồi, để coi. Bởi vì tụi tôi, bởi vì tụi tôi là hòa bình chứ không, chứ không diễn tranh này. Ok, được rồi, mặt tiếp theo. Cái gì đây? Những con quái vật bằng lửa. Mọi người đến với quái vật lửa. Hai con nhìn đáng sợ vậy. Sức mạnh của Ok, được rồi, mình đã khiến tụi này đi chậm lại rồi. Cố lên, cố lên. Gái của mình sẽ khiến tụi này đi chậm. Liệu ta hãy tiêu diệt hai nhân tôi đi. Ok, được rồi, mình sẽ dùng bảo vệ. Không sợ rồi. Ôi, mình đóng băng. Cái gì vậy? Ây da. Hey, mình đóng băng một chút đi bạn ơi. Hey, được rồi, được rồi. Để cho mình cũng sẽ cầm chân tụi này. Hey. Không thể nào. Ok, cẩn thận. Ây da, mình bị nhiễm lạnh rồi. Tự mình bị nhiễm lạnh là sao vậy? Ok. Ôi, tụi này đang bị mắc kẹt rồi. Mình sẽ dùng gai. Hai. Hai cha. Không được. Hai cha. Cắt phần lửa của ta. Tỉnh dậy đi. Trời ơi. Hai. Ok. Ôi, hình như bọn chúng. Hai cha. Ôi, nè bạn Thiên ơi. Ôi, hình như bọn chúng đã bị chết cống rồi. Yeah. Lửa ơi, bạn muốn nói gì nữa không? Đi tiếp thôi Thiên Nhiên ơi. Được rồi, thử thách tiếp theo là gì đây? Tiếp theo sẽ là... Ôi, đi vô thôi. Ôi, con quái vật bằng lửa khổng lồ sao? Để xem coi, các người có thắng được không? Không sao, mình sẽ dùng bão lửa. Alo, bão băng. Băng ơi, băng ơi, bạn quái vật lửa lại to khổng lồ. Để mình, hãy cha. Rồi, quái vật. Cố đi. Dùng sức mạnh này à. Yeah, tôi nè. Sức nào? Hãy giúp ơi, hãy giúp mắt đi mà. Hãy cha. Yes. Nè, lửa à, cậu có muốn nói gì nữa không? Cậu bảo tôi là chị ta gà sao? Cậu có chắc chưa? Hả? Cậu tức quá đi mà, không thể nào. Được rồi. Được rồi. Bây giờ chỉ còn cậu đó Thiên Nhiên. Mọi người hãy qua bên của tớ đi. Bên của tớ tốt bọn em. Bọn tớ thoải mái lắm chứ không. Cực lửa như thế đâu nóng quá. Ok rồi. Được rồi, đi thôi. Còn đây chính là cánh cổng của công chúa Thiên Nhiên các bạn ơi. Tôi không biết là cánh cổng của cậu sẽ nhớ nào nữa đây. Công chúa Thiên Nhiên à, mọi người yên tâm, của tớ rất là hòa bình. Chỉ có những cái bạn động vật nho nhỏ này cưng xỉu luôn á. Đó ok hả? Được rồi, vào thử xem. Ok. Đây chính là cánh cổng của bạn. Gọi là gì ta? Công chúa Thiên Nhiên. Ủa bạn ơi, sao mình thấy nhân Thiên Nhiên mà thấy nó gai góc dữ vậy bạn? Ủa là Thiên Nhiên dữ đâu? Tớ là công chúa Thiên Nhiên và yêu hòa bình. Cậu yên tâm, những cái này dễ lắm đó. Trời ơi, tôi thấy hòa bình đúng ta. Tôi thấy hòa bình đâu. Ây da, da. Trời, hòa bình dữ chưa mấy bạn? Trời, tôi thấy cẩn thận nha. Trời ơi, tôi rớt đây rồi. Dễ chỗ nào? Hòa bình cái gì vậy mà? Trời ơi, dễ cây quá. Cây ơi, cậu dễ dàng một xíu cho các bạn của tớ nhảy dễ một xíu nha. Đó, bãi bảo ư rồi nè. Tâm sự với cây luôn hả? Cậu nói chuyện với cây, tôi nói chuyện với nước chứ. Đâu nói chuyện với cây đâu. Hay quá. Đây nè, cố lên. Ôi, cái gì vậy? Cố lên. Để tôi. Các bạn cây, các bạn bảo với tớ là các bạn ấy thích bạn lửa các, còn bạn lửa thì các bạn ấy không thích nên bạn ấy cho rơi vậy á. Vậy luôn hả? À, có đối xử phân biệt vậy luôn hả? À, mình biết lý do tại sao. Bởi vì á, là nước sẽ giúp cho cây mọc lên, còn lửa sẽ giúp cho cây gọi bị lụi tàn. À, chắc mấy bạn sợ cậu á mày á. Rồi, ok. Ui, ok, tiếp theo. Ui, bạn ơi. Bạn ơi, nãy đâu hiểu chỗ nào. Bạn ơi, có chắc là mấy động vật của bạn có thương tụi mình. À, bạn ơi. Đây là những bạn sói đã là chơi với mình hồi bé nè. Trời ơi, bạn ơi, cắn mình đi. À, các bạn yên tâm, bạn sói không làm gì các bạn đâu. Bạn ấy chỉ đến chơi với các bạn thôi. Chơi hay là cắn tụi tôi. Mấy cô hàng xóm ta, con vui không có cắn đâu. Trời ơi, chàng luôn các bạn. Trời ơi, tụi nó cắn mình đó, bạn ơi. Trời, hòa bình dữ chơi bạn. Ôi, lửa ơi, cậu có sao không? Tè tua luôn rồi, trời ơi. Ok, và đây chính là màn thứ hai của Thiên Nhiên. Hình như chúng ta sắp tới màn cuối cùng rồi á. Không biết màn cuối cùng của cậu ấy sẽ nhớ nào đây. Ê, tôi lượm được chìa khóa luôn nè. Ủa, thật luôn hả? May vậy? Được rồi,
cậu đã chuẩn bị chưa nữa hả? Tại sao là bơ dễ dễ tí nhà cho thấy hơi thiên nhiên hơi khó rồi đó. Được coi đây. Cái gì vậy? Cây ăn thịt người. Ủa là lạc là... Mày ơi, bạn bảo sao cơ hả? Bạn không thích bạn lửa hả? Mày á, đấy là đều là bạn của mình nha. Đừng bạn đừng đánh mãi được không? Hả? Không á hả? Trời ơi. Lửa ơi, xin lỗi. Bạn bảo là đánh bạn. Cực lửa ơi, chứ tôi thấy là tôi không có thấy nó hòa bình miếng nào. Tôi thấy là chiến tranh chuẩn bị sắp ập tới á. Thôi được rồi. Tôi sao nữa? Bây được giờ rồi. Tôi sẽ dùng chiên băng. Xù chiên xù cái cây ba đầu kia. Thôi. Ok, tôi đã khiến anh bạn bị đóng băng rồi đó. Lửa à? Đây. Hey. Trời ơi, bạn cây ơi, bạn đừng, hey. Bạn đừng đánh nữa, bạn kể các bạn ấy đi. Thôi chứ. Thấy chưa? Trời ơi, tiêu cực biếu xèo à. Nhưng mà chốt lại tôi vẫn là người mạnh nhất. Chắc chắn là vậy rồi, không có thể nào thay đổi được. Không, tôi mới là người mạnh nhất. Tại vì tôi đã bảo bạn cây không tấn công mọi người mà. Hả? Cái gì? Xin lỗi, với tôi mới là người mạnh nhất nha. Sức mạnh của tôi như nè. Hơi. Làm sao mà có thể là mấy người chống lại tôi được? Hả? Sức mạnh của tôi cũng mạnh hơn. Tôi mới là người mạnh nhất. Hả? Tức quá đi mà. Thôi được rồi, ba chúng ta cùng chiến đấu với nhau để xem ai là người mạnh nhất nè. Ok. Xem nha, hơi bị hay luôn đó. Còn bây giờ tạm biệt. Hẹn.